nó bóc nó đủ một. À, xin chào quý vị, ngày hôm nay thì qua đây ăn chay, ủa quên, qua ăn cơm tại phim trường nha. Cái này tự qua chiên đó, nó đi ngang qua đó lượm miếng luôn rồi chứ. Cái miệng nó to thì hương. Wow. Cái gì? Anh quay xong chưa? Bún trong cái bao này, cái này là ăn giả chiến. Đó, đó. Ơi. Ở nhà qua tự chiên, nhưng mà bây giờ mình qua không có ghi hình cái tự chiên. Bê, bê. Bê. Ăn luôn chú bê gì? Năm ơi! Đó, bây giờ sẽ làm bún nha. Đời sống diễn viên khổ quý vị, bán bún thêm để sống qua ngày. Cô ba có ăn đậu hũ không? Chúc ăn. À, đậu hũ đi mọi người ơi. Chết dạ, đó. Đó. Đây là người bắt cúp của anh đoàn phim. Đó. Thấy không? Cái gì? Ừ, thì em bỏ vô măng cây, bỏ thực tế vô. Alo Nghĩa ơi. Chúc. Ừ, Chúc quen gọi lại cho. Anh đang bán 4 cái. Nha, kiếm thêm. Kiếm thêm thì không có bằng. Bây giờ cho anh gọi đoàn phim. Dầu xíu, dầu xíu. Rồi, bung ra luôn, bung ra luôn. Đó. Trời ơi, Tâm ơi. Lấy cái đồ áo đủ cho cô, đâu cô em không giá. Tháng này có tâm đây lắm. Đây em miếng sắm luôn. Đứng tường. Bẹo lửa, 20.000 tô. Mấy này hổn quá, đậu dĩ chưa ăn luôn á trời. Xem miếng chút tương vô đây được, chút tương nhìn ngon. Đúng rồi. À, miếng bún. Bún đã được trụng lại thêm nước sôi nha mọi người. Ở đoàn phim hổ quá mà. Lâm Thiện nè. Hổ quá, nên mình sẽ làm thêm cho miếng dầu xíu vô. Rồi. Anh dâm để mới của em thôi. Rồi đậu hũ ha. Rồi đó. Anh dâm để mới. Cái tô. Đây nè. Nè cái này cho ông Thiện. Rồi. Em ăn ớt không? Chút xíu ớt. Rồi. Trời ơi. Ủ là cái gì? Mua ớt người ta bán ớt gì? Chút xíu là còn gì nữa? Chút xíu không đó. Xong ngồi đây ăn cho nó ngon nè trời. Tốt quá. Bán đông lắm mọi người, hôm nay bán đắt lắm, qua bán đắt lắm nha mọi người, mua vô nha. Để con ăn rau này không để? Đâu hôm nãy hai ngồi bên đây đâu rồi. Cho xin lại đi, Rồi ăn được, anh làm trang nó đẹp thì thôi. Vô lại đi. Cho xin 5 phút. Đớt luôn cưng. Muốn ăn lấy đồ. Ăn đồ hủ thêm thì lấy thêm nha cưng. Ủa? Góc em nó đẹp mắt vậy đó. Đâu? Rồi, ta cầm cho anh Trang đi. Bán luôn đó. Trộn xong kêu. Quán. Trộn xong kêu. Có mẹ mà. Có mẹ mà. Giờ mọi người coi đó, bên đó ăn cơm, bên đây là ăn chay. Ở điểm đó. Rồi, xin 5 phút đi. Vô quay kìa. Cái này có gì đeo dưới vậy chứ? Làm cho ba bốn miếng rồi. Em chắc rồi nè. Ờ, muốn bán gì chắc rồi. Xe nhà lầu xe hơi rất là nhanh nha mọi người. Dạ. Đây. Ở đây cái tù. Ủa, đâu thì nó làm rồi mà. Cái nào quan. Nè, sao nè. Lâm ơi. Ăn dễ không? Bóc dao khỏi lên tôi nha. Rồi. Tối này dạ, hồi nãy é quế. Chồng Lâm nha. Chồng ăn vô. À. 15.000 một tô. Nè, chọc. Ủa? Nè, nó đang quay nè. Nè, anh nên có không? Nhắm đồ hủ vô, thay lại đồ hủ nha. Đây, cái đó đi. Nhắm thay lại đi nè. Đó. Nó chưa rồi, Anh Thủy ơi. Đó nè, thấy không? Bán gì là nhanh chóng xây nhà lầu xe hơi nha mọi người. Dạ, đậu hũ là mua 5.000 một miếng. Đó, 5.000, có cái miếng nhỏ này hình như là 2.500 đó. Mà ba miếng này là có 7.500 thôi. 7.500 bún là 1kg 10.000 mà nè, 1kg bún là để được 10 tô bún. Đó, rau cộng dơ là coi như vốn có 5.000 mà qua bán tới 20.000 lời 15.000 một tô. Đói lắm rồi chú Quán ơi. Dạ, dạ, từ từ từ. Bớt, bớt. Rồi. Lời 15.000 một tô. Kèm miếng nước tường rồi. Đó, bán mà một phần đậu hũ không như thế này á là qua bán 10.000 đó. Bán đi.
tiếp tục ai được giao thì được. Rồi đó chủ quán là hả? Tốt. Ăn kèm bán là không có được đũa luôn. Ăn được đũa okay. Ủa tự lấy luôn hả? Đũa là quán bên kia. Đó. Hai quán khác nhau cạnh tranh nhà, bên này bán bún bên kia bán cơm. Còn bây giờ tôi lấy đũa đâu bên này đúng không? Qua bán cơm đi thôi. Mất 2.000 nha. Ớ là không, ớ là không. Mất tốt 2.000, không có đũa mất 2.000. Vậy rất tốt à. Một phần 2 cục hả? Giờ là 5.000. Đó, rất tốt đi đeo lên. Qua bán mất quá. Nhà bán cũng 3 mà. Tôi nhận luôn nè. Giờ có ăn không? Mắt cái gì mắt ba? Trời đất ơi. Ở trong đây là môi trường này là môi trường khép kín, đúng không? Ăn không ăn thôi. Đây rồi. Ở bán 20.000 ăn thôi. Hay rồi. Rồi ngủ không? Ngủ là đúng. Đi quẹt. Đi hấp cho. Qua đi quẹt. Qua lại hấp cho ăn nhà lại. Biết ai cũng kêu đúng không? Vậy. Ai cũng kêu đúng không? Ai biết gì qua ai mà. Ở trong đây là môi trường khép kín, ăn thôi, bán 20.000 vậy đó, cắt cổ vậy đó, ăn thôi. Mà nói không muốn để đâu mà. Dễ dàng hả? Vậy đó. Cho miếng dưa leo nữa. Trời xin, để mua có cái tô bún mà xin hoài luôn á trời. Nè, anh của anh nè. Đó, đây là đạo diễn Chu Thiện. Phim, qua đang quay phim Trà Lá Đỏ phần 2 nha. Để anh. Để làm cái bữa này ông rồi. Ăn được kêu khách ăn này thấy tô thứ ba đó. Quá trời quá đất luôn rồi. Xin mà đòi hỏi luôn không? Không. Ờ, quá trời quá đất rồi. Đi leo không? Làm tử tế coi. Thôi. Rồi, ăn thêm thì người ta ăn làm tử tế là sao trời. Ủa rồi mà ra nữa. Ớt nè. Ớt. Nó ăn ít nãy giờ nó ba lần ít rồi. Đấy, cái gì? Ba tô quá con. Ba tô. Tin đâu ta? Tin ơi. Không tin đi toilet nữa. Nè vào nè. Nè chi khoe ra bên kia là bà bán cơm, bên đây bán bún ăn chay ha. Là bên đây là gia đình anh Quý Bình. À, cơm vợ nấu nè trời đất ơi. À, thích dễ thở luôn. Đâu đơn giản lắm có mấy món. Trời ơi, chị nấu nè mọi người. Mai mốt kêu chị nấu cho em ăn. Cá thun chiên, canh đu đủ, hầm với lại sườn. Đó. Rau củ quả hấp. Như là sợ nha. Chị đem lên cho anh Bình, em nói thiệt với chị, anh Bình cho ăn được mỗi món này. Còn lại anh Tâm với lại Nguyễn chị nếu nó ăn hết rồi nè. Nè tụi nó ăn nữa phân chia rõ ràng luôn. Cá lóc kho, kho tiêu. Cái này là nước mắm dầm với ớt không? Nước mắm dầm ớt là một phần của anh Bình, còn đây là phần của tụi nó này. Đó, mấy bạn. Đó, tội nghiệp không? Hình như điều thiếu món cơm trắng này nè. Cơm là tất nhiên là có rồi. Đó, rồi thấy chưa? Đi đâu cũng được ăn cơm nhà là hạnh phúc rồi. Đó. Đi đâu là cũng ăn cơm vợ nấu giờ mọi người phải có gia đình. Có gia đình chưa? Dạ, quá đúng. Cái gì quá đúng ba? Ba không hỏi mấy này là biết tụi nó có gia đình này. Chúc mọi người ngon miệng. Ngon miệng. Cơm luôn anh. Anh ăn bún rồi anh ăn thấy. Cảm tạ anh chú ăn hết một bún rồi. Hả? Ai cắt của anh hết một bún rồi. Bún rồi. Bỏ tin rồi. Khách tụi quang này đông lắm nha. Khách rồi đó. Đó. Trong đây tiếng hơi ồn nha mọi người. Tại cái quạt nó ra quạt công nghiệp nó bự quá. Trời ơi, Lân ăn được kia, ăn một tô bún rồi giờ ăn thêm một tô canh nữa. Ăn có một miếng canh thôi. Một tô canh. Quá đáng, trời quá trời. Tương nó vậy biết ăn được rồi. Tương nhỏ xíu con mà thấy không? Sao chị nói gì? Nó nhìn cái tướng nó là biết ăn được rồi, tương nhỏ xíu con hả? Em mà đâu kém đâu. Ê, thế cho mọi người coi cái quán của anh bán hết thì bà cơm ế này đây, bà cơm ế. Bán được không? Bán được không? Hết luôn. Hết luôn hả? Ngon quá rồi. Hết.
Rồi rồi rồi. Đâu rồi? Cái tô nãy bà cơm mua của tôi đâu rồi? Nè cơm cháy nè. Đây cái tô nè. Nè, bán cơm mà đi mua qua mua đồ của người đối diện ăn nè, đối phương ăn thấy không? Là bán cơm mà mua bún của tôi bộ. Chưa kịp ăn. Cơm á, mua bán thương nhau lắm mọi người. Đi làm phim là chuyện ngoài lề thôi, còn mua bán là kiếm thêm là kiếm tiền rồi nè. Lời qua mua xe hơi bộ. Polylet là nhậu qua bán bún không á. Cho cơm cháy. Đó. Chứ lấy các khô ăn. Ăn đơn giản rồi thôi. Cũng cũng ngon. Cháy. Đó. Chứ lấy các khô ăn. Ăn đơn giản rồi thôi. Bước chủ quán chén. Có tiền không? Có cái hết nè, mua mua thôi. Bún ở ngoài bán 8.000 ký, xin con to bán 20.000. Ủa chị, em phải mua thêm nhà, em phải mua thêm xe chứ chị. Trời đất ơi. Xe. Chị em cho anh lời hả? Không có ăn không? Bán cắt cổ trong lòng viên mà bán cắt cổ. Tất nhiên là ở đây chị thấy coi xung quanh này có quán nào bán không? Em bán độc quyền em cắt cổ vậy chị ăn không? Không đúng không? Là chị giỏi luôn. Không có tâm. Không. Ủa chị Bon, chị cắt như leo quá xong rồi chị cắt còn rồi sao? Hả? Tính, ở đây có thu nhập thuế không? Không em. Dạ. Để đây chú thuế. Đây chú thuế, đây, đây. Trời ơi. Chai xì tin với lại phụng. Bà bán nước luôn nha mọi người. Đó. Rồi bà giàu quá nè. Giàu nè. Đó thấy chưa? Trời ơi. Đại gia ngầm, đại gia ngầm. Nè giờ một bóp tiền nè không biết chưa. Cái gì vậy? Ủa cái em sao? Dạ. Ký bún có 8.000 vậy em bán. Ký bún mua 10.000 nữa. Nhưng quên rồi. Bán được rồi rồi. Hả? Khổ ghê luôn. Bà cơm cho. Mình muốn bán. Mình lấy tiền lời mình để dành mua xe. Cắm nhà lầu. Đi đâu cũng xin được. Đó. Đi đâu. Cái gì cũng xin được. Đúng rồi. Thua luôn. Vậy mới chào. 27. Khô đẻ. Tiếng nói là dân khô đó nha. Trời ơi. Như vậy mới mau giàu. Mình phải kinh doanh như vậy mới giàu. Đúng không? Đúng rồi. Kinh doanh vậy mới giàu đó. Chứ được 10 cái mà. Ừ. Được 10 cái. Mới được có 3 cái ngày. 7 cái. Nè. Khách hàng nè. Hả? Nhà khách hàng. Sẵn. Ê, đem vô mua cơm thiệt kìa. Mua nước luôn nè. Ủa, có không? Ở đây bán đông hàng, đông khách lắm thì một ngày qua tiếp rất là nhiều khách. Và không muốn tiếp hàng khách luôn á. Cháu. Dạ. Chủ quán bê bối quá trời. Chủ quán bê bối. Dạ. Ở Lâm, Lâm ăn chơi vô ngủ, vô ngủ, vô ngủ. Dạ. Em giảm giá cho anh 5.000, 15.000 thôi ăn không? Nó còn khô mà. Ôi, buôn bán rồi không được. Cây hả? Ai đâu thấy cây luôn á? Anh là ớt à? Không, ớt là mua. Ớt không biết rồi như vậy. Dạ không biết rồi như là qua rất là nhiều ớt nha, mà ớt này rất là ngon, cực kỳ ngon. Dạ cũng không biết rồi như vậy. Ngon rồi hả? Không, cực kỳ luôn. Thôi, đừng quay nữa. Để tôi đi làm ăn coi. Thế ơi mọi người.